Trường Omega, chào anh chị em. Trường lại quay trở lại để chuyên mục giao lưu chia sẻ kinh nghiệm chơi đồng hồ với anh chị em trong buổi trưa thứ năm hàng tuần. Thì như những cái chuyên mục lần trước thì có mấy cái trường hợp mà anh chị em muốn là tôi là ngoài cái việc mà chém gió giao lưu với anh chị em trên này nhiều, thì một số anh chị em thì có đề xuất với tôi là làm video để mà thì quay những cái công việc mà tôi đang làm. Và với hai là có một số anh em thì muốn là tôi chia sẻ về cái việc làm nghề đồng hồ này như thế nào để mà cho nó tốt lên. Thì cá nhân tôi cũng đồng tình với hai ý kiến này, thì tôi cũng muốn là nhân đây chỉ chia sẻ như lại này luôn. Tại vì rất nhiều anh em phải thông cảm cho tôi, có một số cái mà liên quan đến chuyên mục làm những chiếc đồng hồ đắt tiền ấy, những đồng hồ mà cao cấp, mà khi mà làm như vậy mà anh em quay xung quanh ảnh hưởng đến cái sự tập trung của tôi, thì đôi khi là chỉ cần một cái món đồ hoặc một cái linh kiện nó bay đi thôi mà không tìm lại được, thì cái đồng hồ đấy nó làm cho cái vấn đề tính kiên nguyên trạng nó không còn. Đó là lý do khi tôi làm những chiếc đồng hồ cao cấp ấy thì tôi đòi hỏi cái sự tập trung nó cao nhất. Bản thân tôi là gần như là tôi ít có cái trường hợp mà tôi quay tự nhiên, còn anh chị em nào mà quay được thì gần như là cũng khá là hãn hữu của tôi. Tại vì trong cái việc mà làm những cái đồng hồ cao cấp như này ấy, có những ngày mà tôi cảm nhận là người nó không thoải mái, tức là người nó khó ở ấy. Thì thực tế mà nói thì rất khó để mà tôi có thể là hoàn thiện cho những cái đồng hồ mà cao cấp theo đạt tiêu chuẩn chất lượng giống như tôi đề ra được. Đó là lý do là có những trường hợp mà anh chị em khách hàng đến với tôi phải hẹn lịch lại lịch sau. Tại vì ngày hôm nào mà người mà nó cảm thấy nó mệt mỏi là tôi cũng không làm việc. Và khi làm việc nó chắc chắn là xảy ra biến chứng ngay. Đó là lý do mà tôi cũng từ chối những cái đồng hồ cao cấp. Những ngày đó tôi chỉ làm những cái công việc nó đơn giản hơn thôi, hoặc là những cái công việc mà nó nằm trong bản năng được. Còn cái sự tập trung mà đối với những cái đồng hồ giá trị cao lên tới vài trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng ấy, thì nói thật với anh chị em là tôi cầu toàn về cái việc mà bảo dưỡng những cái đồng hồ đó. Đó là lý do tôi không thể nào mà quay camera hoặc là live stream trực tiếp cho anh em xem được. Cho nên là mong anh chị em thông cảm. Còn về cái việc mà chuyên mục chia sẻ là liên quan đến cái nghề đồng hồ này, hy vọng là tôi cũng sẽ chia sẻ trong lần tới. Còn ngày hôm nay thì vẫn trả lời những câu hỏi mà anh chị em đang lăn tăn nhá. Randy Đoàn, anh ơi cho hỏi con đồng hồ Agelocer có tốt không anh? Em thấy giá khá rẻ. Thì đây là một chiếc đồng hồ nó dùng máy của Sigun, nó gọi là máy Trung Quốc. Nhưng cá nhân tôi thì với cái góc độ mà độ hoàn thiện thì tôi thấy đây cũng là một thương hiệu cũng bắt đầu là có thể là đáng quan tâm. Nhưng tôi không thích cái cách mà người ta gọi là cái tên là Made in Germany hay là những cái mà ship made hay gì cả. Nếu là một cái thương hiệu thời trang đơn thuần thì tôi nghĩ là đây là một trong những thương hiệu đáng chơi về cái phân khúc thấp. Và có những chiếc đồng hồ skeleton hoặc là tourbillon rất là đẹp và giá thành nó hợp lý. Thì đây là cá nhân tôi nếu mà tôi ủng hộ cho cái việc này. Nhưng nếu mà để mà tên gọi là Made in Germany hay là những cái gì đó là đồng hồ Trung Quốc sản xuất ghi Made in Germany, cá nhân tôi sẽ không cổ suý cho việc đó nhá. Thì tôi cũng chưa biết là cái thương hiệu này nó có ghi Made in Germany hay không, nhưng mà về cơ bản tôi đấy đánh giá qua chất lượng là cái giá cả nó hợp lý thì cũng chơi được. Còn sâu về máy thì tôi chưa làm cái máy này nó như thế nào, nhưng mà tôi cũng nhìn cầm qua thì tôi cũng cảm nhận được phần nào đó trong vấn đề chất lượng. Nên cố gắng là dùng giữ gì thôi, chứ còn nếu mà nói thẳng luôn là những cái đồ này mà nó có vấn đề hỏng hóc là linh phụ kiện cũng khá khó tìm, tại vì tôi cũng chưa biết là cái đồ Trung Quốc này nó như thế nào cả. Vi Văn Tiến cho hỏi ý kiến về dòng Seiko Speedtime máy V192, đây là một trong những chiếc solar Conorad. Thì đây là một trong những sản phẩm Seiko cũng khá là đẹp, ưng ý, và chất lượng máy của nó thì không có gì phải bàn đâu. Tại vì máy Seiko mà nhất là Seiko Quark mà dòng solar thì yên tâm luôn. Thường là 8 đến 10 năm thì bạn mới thể cần thay pin một lần. Nhưng về đồng hồ pin thì cá nhân Trường Omega thì hơi nghiêng về đồng hồ cơ là nhiều hơn. Chứ còn về pin thì trừ trường hợp cái đồng hồ nào có đẹp lắm thì Trường nó có cái cảm xúc thì Trường mới chơi thôi. Cảm ơn anh em. Hôm nay cũng khá nhiều anh em mới mới Trường Omega mới lên thế này là đã một số anh em đã follow và theo dõi rồi. Hy vọng đây là một trong những chương trình mà Bệnh viện Đồng Hồ và Trường Omega mang lại cho anh chị em, mà anh chị em cảm thấy rằng là có một cái niềm vui nào đó. Và hy vọng đây là một trong những cái món ăn tinh thần vào buổi trưa thứ năm hàng tuần để phục vụ anh chị em. Nếu anh chị em có bất cứ đóng góp hay góp ý gì, hãy trực tiếp nhắn tin về fanpage của Bệnh viện Đồng Hồ. Phú Nguyễn là vì sao lấy tên Trường Omega không phải Trường Rolex Patek? Thực ra với Trường thì có nó có duyên với Omega, và khi mà chặng đường bắt đầu là làm kỹ thuật trưởng cho Omega tại Việt Nam thì Trường cũng được là chị Yvonne Cletti, một chuyên gia đầu ngành của Omega, thay đổi toàn bộ cái tư duy về làm nghề và làm kỹ thuật và hướng đến một cái tiêu chuẩn chất lượng cao hơn, tay nghề hoàn thiện hơn. Thì đây là một trong những cái mà bước ngoặt trong cái cuộc đời làm nghề đồng hồ của tôi. Và ngoài vấn đề ra thì cái Omega là một trong thương hiệu mà research and development, tức là nghiên cứu rất là rõ ràng và đầu tư cho cái việc mà phát triển, không chỉ là vấn đề nhân sự, về con người, về ý nghĩa nhân văn. Và trong đó là Omega thậm chí là có những cái dự án mà hợp tác với trung tâm vũ trụ NASA, tức là nó rất nhiều cái yếu tố về liên quan đến lịch sử, về thương hiệu, về chất lượng máy móc, được nhiều thứ lắm. Ngoài vấn đề ra đây cũng là một cái tên gọi mà nhiều anh em đầu đấy gọi, thì tôi
tôi là học trò của anh Thanh Omega. À, cho nên là nhiều khi nó đi theo ok thôi, cũng là học trò anh Thanh Omega thì không vượt trên anh Thanh Omega được. À, chứ nó không thể là Rolex hay Patek Philippe được. Đây cũng chỉ là một cái tên gọi thôi, à, mọi người có thể dễ nhớ và dễ tiếp cận. Và hy vọng đây cũng là một cái mà có thể là giới thiệu đến với những anh em để biết đến trường Omega nhiều hơn. À, cái tên trường Omega làm nền để phục vụ phát triển cái hệ thống X-Watt. Nhưng sau đó tôi đã rời X-Watt rồi. Cái đây mấy năm thì tôi đã rời X-Watt và tôi phát triển về hệ thống bệnh viện đồng hồ. Tôi Nguyễn Khắc Trung có hỏi là em đang có con Speed Marine Venceda Deco Limited 1.98. Anh Trường đánh giá giúp về máy này và thương hiệu này à. Nếu hỏng hóc thì khó sửa không và khó tìm linh kiện không anh? Cảm ơn anh. Thực ra với kinh nghiệm của tôi khi mà được trải nghiệm được mấy cái Vesada, cái bộ máy này là dùng của thương hiệu, của một cái thương hiệu chuyên làm máy riêng. Đó nó gọi là Voucher. À, nó có một cái logo nó giống như kiểu hình bông hoa bốn cánh. Và Voucher là một trong những cái thương hiệu cũng rất là nổi tiếng. Và cái e-bow theo tiếng Pháp nó gọi là e-bow, tức là một cái cỗ máy, hay là tiếng Anh nó gọi là Calibre. Đây là một trong những cái e-bow của Voucher. Mà Voucher này thì nó nằm trên một cái vùng Fleurier tại Thụy Sĩ. Thì cái Fleurier này có một cái tiêu chuẩn, nó gọi là Fleurier test. Nếu anh chị em search trên Google sẽ biết là một cái tiêu chuẩn Fleurier nó như thế nào. Đây là một trong những cái tiêu chuẩn thực sự là đánh giá ngang tầm với cái tiêu chuẩn Geneva Seal hoặc là PV Seal bây giờ chẳng hạn, Patek Philippe Seal. Thì cái Fleurier test này là một trong những cái tiêu chuẩn rất là khắt khe khi mà cái đòi hỏi những cái tiêu chuẩn rất cao trong cái việc mà làm máy đồng hồ. Thương hiệu Speed Marine thì dùng rất nhiều, trong đó có cả máy ETA mua lại về finishing lại, thậm chí là nằm trên bay của 2824 vẫn có nha anh chị em nhé. Những cái dòng Speed Marine không phải, nhưng mà đây là một con Venceda thì làm anh Trường biết là đây là hệ thống máy. À, nó cũng có mấy loại máy, nhưng mà mới đây Trường kể trải nghiệm thì nó là nằm trên bản của Voucher. Mà một trong những thương hiệu nổi tiếng trên thế giới mà anh chị em biết đó là Richard Mille. Nó bán toàn là khoảng $100,000 đến mấy trăm ngàn đô một cái đồng hồ ấy, mấy tỷ con đồng hồ ấy. Thì tất cả gần như Richard Mille đều dùng máy của Voucher. Chẳng qua là Richard Mille là finishing lại trông màu đen, một số anh chị em không phát hiện ra thôi. Nhưng còn như tôi làm nghề ấy thì tôi biết là máy Richard Mille đa phần là dùng máy của Voucher. Thì nói đến một trong những thương hiệu bán hàng vài tỷ một chiếc đồng hồ mà dùng máy Voucher thì các anh chị em đã biết được là đã đánh giá được một cái cỗ máy là nó có đáng chơi hay không rồi. À, đây là một cỗ máy có một tiêu chuẩn rất rõ ràng và đáng chơi. À, với cá nhân của Trường Omega là như vậy. À, cái thứ hai, trừ cái đời máy mới nhất của Venceda thì tôi không nói nhá, tại vì Venceda nó dùng đến mấy loại máy liền, nhưng mà máy Voucher thì tôi cảm nhận là yên tâm. Còn về biến chứng của nó là phụ thuộc vào người sử dụng. Cố gắng anh em chị em sử dụng là dùng giữ gìn, tránh va đập những cái cú sốc mạnh, hay là cái việc mà anh chị em sử dụng nước vô bã quá mức. À, anh chị em dùng những cái dreadwatt thì anh chị em cố gắng dùng theo cái dạng như kiểu là vừa chơi vừa nâng niu nó. Còn biến chứng xảy ra thì thực tế mà nói đặt cái linh kiện này cũng khá là khó đấy chứ không dễ. Nhưng với đến thời điểm này làm nghề hơn 20 năm của Trường và được trải nghiệm qua cái máy của Voucher này thì nó cũng chưa có nhiều biến chứng. Và đa phần những cái biến chứng nằm trong cái việc nó bị khô dầu mà nó xảy ra thôi. Thì khi mà nó khô dầu nó xảy ra như vậy thì rõ ràng nó cũng làm cho cái việc là một số cái chi tiết nó bị mài mòn, hoặc là nó tạo ra những cái độ dơ dọc dơ ngang, nó không thể nào nó đảm bảo cho cái việc mà nó hoạt động trơn tru một cách chính xác được. Thì đây là một trong những cái lý do mà độ bền của máy nó sẽ không dài nếu trong trường hợp anh chị em mà bảo dưỡng một là không đúng nơi đúng chỗ, không đúng cách và không có những cái tiêu chuẩn rõ ràng. Anh chị em có thể follow và theo dõi trên cái tên cá nhân của tôi là Trường Văn Đặng đấy, thì anh có thể nhìn cảm nhận được một cái sản phẩm mà khi chúng tôi làm ra, hoặc là trên bệnh viện đồng hồ chúng tôi luôn luôn cố gắng theo đuổi và thay đổi cái chất lượng để làm cho anh chị em yên tâm hơn. Đinh Bình, hiện một số hãng fake với logo và chi tiết được khắc triện của hãng nhưng dòng này thường giá thành cũng không rẻ. Với bộ máy các dòng máy ETA hay Mizota, nếu dùng thì chất lượng thế nào, rất mong anh được tư vấn. Thực ra máy Mizota hay ETA thì nó đều có những cái tiêu chuẩn rất rõ ràng. Những cái bộ máy mà của Nhật Bản hay là của Thụy Sĩ, kể cả những cái máy nó gọi là quốc dân thì rõ ràng nó có những cái tiêu chuẩn rất riêng, thì thành thử ra độ ổn định của nó cũng đạt được cái mức tiêu chuẩn là cũng là tối đa nhất. Những cái bộ máy này thì không phải đáng lo ngại đâu, kể cả có xảy ra biến chứng thì cũng không phải lăn tăn. Thế hy vọng là anh chị em có thể yên tâm. Còn với những cái bộ máy mà nó gọi là nó fake và copy triện ấy, thì thực ra mà nói thì nếu không có kinh nghiệm trong nghề thì vẫn bị nhầm lẫn như thường. Anh chị em nên có cái sự tham vấn của những người thợ kỹ thuật chuyên nghiệp, và như chúng tôi luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ anh chị em để phân biệt những cái bộ máy đó có thực sự là nó là hãng zin chính hãng do ETA sản xuất hay Celita sản xuất. Chứ còn lại là bây giờ nó rất nhiều thương hiệu như máy là FPT cũng làm sản xuất theo cái kiểu dáng giống giống như là ETA, hoặc là một số cái máy copy của Trung Quốc nó cũng sản xuất theo cái kiểu dáng thiết kế của những cái Mizota hoặc là ETA. Còn về cái vấn đề đó thì anh chị em nên cân đối mà nên có được sự tham vấn của những người thợ thì tốt hơn. Không biết anh chị em có nghe rõ không, nhưng tại vì là Trường hay bắn hơi nhanh một chút xíu vì còn rất nhiều câu hỏi phía sau, và tính của Trường thì bắn nhanh mà nói nó được dạc hơn to hơn. Giả sử cho anh Trường một ngân sách 30 triệu đổ lại chọn một chiếc Omega, anh Trường sẽ chọn mẫu nào, đời máy gì vậy anh? Cảm ơn anh, trả lời chúc anh sức khỏe mùa Covid. Cảm ơn bạn. Thực ra Omega, nếu mà để một chiếc Omega dưới 30 triệu thì chỉ có thể mua được những cái hàng second hand loại tốt. Những cái dòng sản phẩm mà anh chị em có thể chơi là
như là Countdown Listen ấy, hoặc là The View. Và những cái con đó nó dao động từ năm 2003 đến 2010 thì vẫn có những cái sản phẩm chơi được cái giá trị rất là tốt. Nhưng cái quan trọng nhất là xem cái chất lượng của những chiếc đồng hồ second hand đấy nó còn bao nhiêu phần trăm, và nó còn đáng chơi hay không, và nó có xứng đáng với cái số tiền của anh bỏ ra hay không. Cho những chiếc The Red Watch đeo lịch sự, sang trọng, nhã nhặn thì dưới 30 triệu một chiếc Omega The View cũng khá là ok rồi, rất đẹp rồi. Và dĩ nhiên là cái condition hay còn gọi là cái chất lượng nó còn lại bao nhiêu thì nên có sự tham vấn của những người thợ, và bệnh viện đồng hồ chúng tôi luôn luôn hỗ trợ anh chị em miễn phí khi mà thẩm định hoặc là xác định cái chất lượng của đồng hồ nó còn như thế nào, đã được bảo quản và lau dầu đúng quy cách chưa, và bộ máy nó còn thực sự là ưu tú hay không, và nó có thể sử dụng được lâu bền nữa hay không. Nếu anh chị em chỉ cần bảo dưỡng không đúng cách thôi thì cái đồng hồ đấy đáng lẽ là 50 năm nếu bảo quản đúng cách, thậm chí 50 năm, 100 năm. Nhưng có những cái trường hợp mà chỉ cần là sai cách thôi, chỉ cần 3 lần bảo dưỡng đồng hồ cái đồng hồ nó nát bét luôn. Và có rất nhiều chiếc đồng hồ đến với tôi và cuối cùng là nát như tương bần luôn. Nói thật là phục hồi nhân phẩm cho các em như thế rất khó. Anh em chị em có thể xem trên cái fanpage của bệnh viện đồng hồ, chúng tôi chụp ảnh lên có những cái chiếc đồng hồ là khách hàng sử dụng chưa đúng cách, hoặc là có rất nhiều chiếc đồng hồ bảo dưỡng xong mà cuối cùng là cái đồng hồ nó trông nó xước xát be bét luôn. Từ kim, mặt số, dial đến các ốc máy, rồi những cái chi tiết máy, những cái đánh vân Jone, những cái vân pearlet, những cái vân tròn, vân ngọc, nó gần như nó không còn vân gì nữa. Các ông cứ dùng nỉa túc nơ vít, các ông chọc vào trong, các ông không có những cái tiêu chuẩn làm thành cái đồng hồ đáng đẹp, tự nhiên trở thành ma chê quỷ hợt luôn. Anh chị em cũng nên cân đối trong những cái việc như vậy. Nguyễn Thanh từng có hỏi tôi là C300-1120 với em dão dây giờ xử lý sao anh chị? Thì bây giờ dão dây thì có trường hợp là rút dây được, nhưng mà chi phí rút dây nó cũng thường thường nó mất 2-3 triệu cho những cái sản phẩm như vậy. Anh chị em nên cân đối, có thể là rút dây mất thời gian rất nhiều, và cái rút dây lại thì anh em chúng tôi vẫn có thể làm hỗ trợ được cho anh chị em. Thế còn lại bây giờ ngoài cái vấn đề rút dây mà thay dây, một cái bộ dây này ở hãng nó bán là 800-900 đô la, mà thậm chí còn không có hàng để bán, và thậm chí nếu mà mua cái bộ dây còn đắt hơn cái đồng hồ mà so với cái đồng hồ đời 1120 như vậy, thì cái việc này nên rút lại dây hoặc là gia cố lại cái bộ dây đó, làm mới lại thì trông nó sẽ cứng cáp và nó đẹp hơn, và dĩ nhiên là độ bền của nó sẽ không bằng như ở hãng được, nhưng mà mình giữ gìn thì thoải mái 5-7 năm cũng chẳng sao. Đinh Bình có hỏi tôi là máy Miyota là lên dây cót một chiều, vậy hiệu năng lên dây cót có kém hơn dòng lên dây cót hai chiều không? Thì về nguyên lý, những chiếc đồng hồ lên dây cót hai chiều thì bao giờ hiệu năng nó chả tốt hơn so với một chiều, tại vì ông quay chiều nào nó cũng lên, ông lên xuống hay đều lên về hiệu năng. Nhưng giải thích cho bạn là không phải cứ là hiệu năng lên dây cót hai chiều là tốt đâu nha. Đây là không phải là tự nhiên lý do mà Patek Philippe, Vacheron Constantin hay Audemars Piguet, những thương hiệu lớn hàng đầu bảng trên thế giới, vẫn sử dụng cơ chế nạp cót một chiều. Tại vì nếu mà trong trường hợp ông ăn nhiều quá mà ông không xả ra kịp thì nó sẽ vẫn xảy ra biến chứng là nhanh chậm thất thường, và cái vấn đề hệ thống mà cót nó lúc nào nó cũng đầy rồi, vậy nó cứ phải xả. Khi nó xả như vậy thì nó phải trượt hệ thống dây cót, mà dây cót nó bị trượt nhiều thì đâu có tốt đâu. Đây là một trong những lý do mà không phải tự nhiên mà các thương hiệu lớn dùng hệ thống tự động một chiều. Vậy thì suy cho cùng là cái bộ máy Citizen cơ bản mà nói với tự động một chiều của nó nạp hiệu năng rất là ổn định, trong cái việc là nó tính toán người đeo một ngày 8-10 tiếng là thoải mái chứ có rồi. Vậy thì cái góc độ đấy với cá nhân tôi thì tôi đánh giá là không vấn đề gì nha bạn nhé. Còn để sâu và giải thích nhiều nữa thì mất hàng tiếng đồng hồ, thậm chí là tôi vẫn miên man về một cái bộ tự động một chiều này thôi. Thành thử ra là không thể trả lời cho anh em chị em khác được. Đăng Khoa Miễn có hỏi tôi là radio cổ chơi được không. Thực ra nói với bạn là radio nó ra đời những năm 1960 thì chúng tôi chỉ gọi nó là cũ thôi chứ chưa nói là cổ được, gọi là vintage đi. Còn lại những cái cổ ấy, chơi được hay không nó phụ thuộc vào cái chất lượng nó còn được ngon hay không, chất lượng từ máy này, các bộ phận nó bị dơ dãi hay chưa, nó còn ngon hay không, các hệ thống của nó tiêu chuẩn nó có đạt hay không, chưa kể là ở phần độ kín nước của nó, vỏ dây nó còn như thế nào, mặt số ra sao, kim như nào, tức là nó còn đẹp, máy chạy tốt, chạy chính xác, và quan trọng nhất là nó vẫn có thể là chạy được theo một cái thời gian mà bạn chấp nhận là bao nhiêu lâu. Cái câu chuyện đó là để trả lời câu hỏi của bạn, tôi phải xem cái đồng hồ đó thực sự nó còn ngon hay không. Chứ còn bây giờ mà tôi trả lời cho bạn chơi được ấy, mai mốt bạn mua phải cái đồng hồ nó ra đô mà đúng mà cái con năm cha ba mẹ, hoặc là nó làm sao đó nó biến chứng nhiều ấy, thì các bạn lại nói tôi là ông trưởng ông Omega, ông chỉ nói là lung tung thôi. Cho nên là thực ra mà nói, nếu mà trả lời phiến diện như thế thì giống như kiểu là thầy bói xem voi thôi, không thể giải quyết được vấn đề. Tôi phải trọng tâm bạn là hãy nên có sự tham vấn của những người thợ chuyên nghiệp, và chúng tôi có đủ trang thiết bị và máy móc để có thể xác định cái đồng hồ đó khi bạn chơi, dù là vintage hay là không vintage, thì chúng tôi sẽ lập luận cái vấn đề đó một cách cụ thể. Đôi khi bỏ tiền rẻ ra mà mua tưởng là radio mà không tốt thì cũng không xứng đáng đâu. Nhưng mà bỏ tiền giá cao lên mà mua được chất lượng nó tốt hơn, còn ngon hơn những cái đồng hồ thời bây giờ, thì tại sao chúng ta không chơi? Mà thuộc vào cái gu mình thích thôi, thì có lẽ cái điều này các bạn đã có câu trả lời chứ không cần phải chờ Omega. Ai cũng muốn lên mặt trăng, không chỉ ngoại trừ anh Trường đâu, Phú Nguyễn à. Con người luôn luôn theo đuổi những cái mới hơn, luôn luôn theo đuổi những thứ hoàn hảo. Và tôi tin là không chỉ Trường Omega muốn lên mặt trăng đâu. Đôi khi nhiều người mơ ước Hạ Huyền cứ muốn lên làm chú cuội để ngắm hàng Nga một lần.
lần, nhưng mà thực tế mà nói cũng rất nhiều người chứ không phải chỉ riêng Trường đâu. Một số các câu hỏi bị lặp rồi thì tôi mong anh chị em có thể xem lại trên YouTube của Bệnh viện Đồng Hồ nhé anh chị em nhé. Tôi cũng trả lời khá nhiều. Máy đồng hồ một thời gian dài sử dụng nó có bị chảy máy không anh? Về cơ bản máy đang sử dụng bình thường thì không thể bị chảy, trừ trường hợp bị nước vào hoặc là bị hơi ẩm nó ố ám lâu ngày làm cho các hệ thống xi mạ nó ảnh hưởng, chứ còn nó tự chảy là không thể. Chảy trước đa phần biến chứng một là hệ thống ốc biết nó bị bông ra hoặc nó lỏng, cái việc nó va vào nhau thì nó trường hợp nó bị chảy là có, còn nếu mà đang bình thường không bị làm sao thì cái trường hợp chảy là gần như là không có. Và thêm nữa là mấy ông thợ bảo dưỡng cố gắng là chọn những người có chất lượng thì cái đó nó sẽ được giữ. Có một số cái chi tiết ví dụ như ở bên hãng là nếu mà người ta nhổ kim ra là người ta có bộ kim mà người ta thay mới luôn. Thường thì mình bao giờ cũng vậy, người ta lấy kim ra bao giờ nó sẽ để lại một số cái vết nho nhỏ. Ngay cả Trường Omega cũng vậy, cũng không dám khẳng định 100% là nhổ buộc các bộ kim, vì ở hãng mà overhaul ấy, tiêu chuẩn đấy, bảo dưỡng đấy thì người ta sẽ phải thay bộ kim ấy ngay. Nhưng mà với Trường thì Trường có những 10 con thì vẫn có những cái mà lỗ nho nhỏ khoảng 1-2% cái sự nho nhỏ là vẫn có thể xảy ra. Và chắc chắn một điều là không có ông thợ nào trên thế giới dám đảm bảo cho bạn là 10 con mà bảo là không để lại một chút vết nào trong 10 con đó, xác suất vẫn có. Đôi khi có những cái sản phẩm khi mà chúng tôi làm 9 con không sao, không vấn đề gì cả. Với bàn tay của tôi ấy, 9 con có thể không sao nhưng vẫn có những cái trường hợp 1 con. Vậy cho nên tôi báo với khách hàng là nếu mà anh chị em đòi hỏi cầu toàn thì anh chị em vào hãng được. Và nói thật với có những cái sản phẩm ở trong hãng có một số cái nó có đổ ra, có một số cái người ta có thể là đánh bóng lại, nhưng có một số cái nó discontinue, nó không sản xuất nữa thì đương nhiên anh chị em phải chấp nhận. Đây là một thực tế. Ngay cả bản thân một số cái sản phẩm trong cái đồng hồ nó vẫn có hơi nước mà hơi ẩm nó xảy ra. Khi mà hơi ẩm xảy ra thì nó làm cho oxy hóa, thì nó các bộ kim mà nhất là kim mạ nó bị bong trong những cái lớp mạ lên thì nó làm cho hỏng. Hoặc là bộ máy cũng vậy. Thì hy vọng anh chị em dùng giữ gìn và đúng cách hơn, luôn đòi hỏi những cái tiêu chuẩn cao nhất khi mà mình đi bảo dưỡng những chiếc đồng hồ. Đinh Bình có hỏi tôi là bộ máy Musical của Brigitte 7803BB159INAV01 có ngang với bộ 3 Grand Complication không nhỉ? Thực ra Musical là một trong những cái nó gọi là Grand Complication, nó ngang với những cái đó. Vì cái cấp độ như là Musical hoặc là Carillon Repeat Minutes, tức là đánh chuông theo bản nhạc, thì đa phần những chiếc đồng hồ này nó đòi hỏi cái độ phức tạp, và những cái người nghệ nhân làm những chiếc đồng hồ đó nó cũng khá là cao cấp. Và ngay đến bản thân tôi rất may được trải nghiệm rất nhiều bộ máy, trong đó là Tourbillon hay lịch vạn niên, Annual Calendar, lịch thường niên, Retrograde, Triple Retrograde, rồi Rapantache, rồi đến cả những cái bộ máy như là Concept lại liên quan đến cả Repeat Minute và Conrad. Thì Trường cũng may mắn là được trải nghiệm rất nhiều những cái bộ máy cao cấp đó. Nhưng Trường cũng vẫn đang theo đuổi được làm những chiếc như là Repeat Minute Carillon hoặc là Musical. Tức là những chiếc đồng hồ này, không biết là đời tôi sẽ có được trải nghiệm những chiếc đồng hồ đó không. Đây là lý do mà Trường cũng luôn theo đuổi những cái đó. Đây cũng là được coi là Grand Complication nha bạn nha. Với cá nhân Trường là như vậy. Trần Nhật Minh có hỏi tôi hãng mấy hãng micro như Smith, CW, Zelot nên chơi không anh Trường? Thực ra bài hỏi với cái góc độ mà chung chung như thế này để mà trả lời bạn một cách mà chính xác thì rất khó để trả lời. Nhưng mà bạn mang hồ đó đến đây hoặc là gửi cho hình ảnh, tôi sẽ trả lời cho bạn một cách cụ thể hơn. Chứ còn nói chung chung một thương hiệu vậy thì rất nhiều cái thương hiệu có những cái sản phẩm rất là ưu tú, nhưng mà không phải thương hiệu nào 100% cũng ưu tú. Đây là lý do tôi trả lời cho bạn. Cảm ơn anh chị em. Trường Omega cũng bắt đầu là xác nhận với anh chị em, Trường bắt đầu cung cấp những cái sản phẩm từ Omega trở lên để phục vụ anh chị em. Nếu anh chị em muốn giao lưu chia sẻ hay là muốn sở hữu những chiếc đồng hồ mà Trường Omega đang cung cấp thì chúng tôi cũng sẵn sàng để phục vụ anh chị em nha anh chị em nhá. Còn rất nhiều câu hỏi để trả lời anh chị em thì thực tế mà nói là với 30-40 phút thì Trường bắt đầu là hụt hơi rồi. Hy vọng là sẽ hẹn gặp lại anh chị em trong chuyên mục lần tới. Cảm ơn anh chị em. Đấy thì anh chị em cũng biết là chỉ điểm mạnh của Trường Omega phần là sửa chữa và bảo dưỡng những chiếc đồng hồ mà anh chị em yêu quý. Thì trên đây là một cái chuyên mục mà cuối chương là anh chị em thấy là chúng tôi vẫn đang miệt mài với những chiếc đồng hồ mà bảo dưỡng, bảo trì và lau dầu. Hy vọng anh chị em ủng hộ chúng tôi để chúng tôi có những cái cơ hội phục vụ anh chị em ngày một tốt hơn nha anh chị em nha. Cảm ơn anh chị em đã follow, theo dõi và chia sẻ cái video clip chim này cho nhiều người biết. Là hẹn gặp lại anh chị em trong chuyên mục lần tới. Xin chào anh chị em và cảm ơn anh chị em rất nhiều.